Cúng lạy hai thời. Từ sau ngày lập giáo, có nhiều tín đồ hành y theo sự chỉ dẫn của Đức Thầy. Họ cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và tu hành chân chất. Ngày nọ, có người tín đồ quy y được 2 tháng, tìm tới viếng thăm. Sau khi thăm hỏi sức khỏe, gia đình, Đức Thầy gạn hỏi lại: từ ngày quy y vào đạo lo tu hành đến nay, mỗi ngày ông cúng mấy thời? Dạ, nhà tôi chật hẹp, con cháu rất đông. Đầu hôm chúng rộn rịp, tôi cũng không được tập trung, nên chờ tới 9 giờ cho thanh tịnh, nên cúng một thời. Ông làm ruộng xạ phải không? Dạ phải. Vậy khi nào làm đất đường cày, đường chừa xạ lúa được tốt không? Thưa không tốt. Tại sao vậy? Vì còn phần đất chai xạ lúa không lên, hoặc có lên cũng không được tốt lắm. Thưa thầy, vấn đề tu hành cũng vậy, ngày cũng 2 thời, mà thiếu một, không đủ công hạnh, sao đắc đạo? Còn nơi không thanh tịnh ráng tập cho được thanh tịnh, được như thế khỏi cần tu cũng được. Thật vậy, tu như lọc cát tìm vàng, việc đâu phải dễ, chớ toan ngã lòng. Trên đồi cao, sen không thể mọc, sống an nhàn, khó học chữ tu, lời vàng trong mộng. Thanh sĩ, đây chính là điều Đức Tôn Sư giáo huấn tín đồ. Muốn tu hành thì phải cần chuyên, tưởng nhớ Phật, chớ nên sái buổi. Kệ dân, trích lời kệ của ông Tấn Lợi. Sắc mô đi sô hát.